Đây là một ngày làm nha các bạn. Giờ mấy hết mệt nè. 3 giờ sáng tới 3 giờ chiều nè. Ừ, còn hết cũng nhiều nữa. Còn nữa. Hai lá, ba lá, gì cứ hái từ lưa hết trơn. Hai viết này cho đầy cự về nè. Hi, hello bạn nha. Cho bạn coi cuộc sống thực tế bên hàng nha bạn. Giờ này là 3 giờ sáng nha bạn. 3 giờ sáng bên hàng. Chị ba tôi với tôi lụm cụm 10 ruộng nha bạn. Bên này 3 giờ sáng mình đã đi làm nha. Tôi tới ruộng là 4 giờ các bạn. Ê, bây giờ chưa được 4 giờ. Tầm 3 giờ 40 thôi để chuẩn bị làm. Ở bên Việt Nam mình thì giờ tầm khoảng 1 giờ mấy, gần 2 giờ sáng thôi nha. Công việc của mình ngày hôm nay là đi hái cây thuốc lá nha các bạn. Đây là cho bạn coi nè, trên này là cây thuốc lá nha. Ban đêm thì mình quay không có thấy rõ nha. Ba tôi đang chuẩn bị đồ đạc, mặc áo mưa rồi vô nha các bạn. Trời thì đang mưa lâm râm, mưa suốt đêm. Phía trên này cái đèn xa xa trên có đèn đèn đó là mấy anh chị đang ở trên chuẩn bị đồ nha các bạn. Ba ba mua gì nữa hả? Đồ mua Việt Nam mà. Ô, làm dễ về. Đẹp quá. Hát quay nữa rồi. Ừ, mới 3 giờ sáng nha các bạn. Giờ mấy giờ ta? 3 giờ rưỡi gì chứ. Mình ngủ ngon rồi. Mình ngủ chết luôn. Nó ướt thì xe rồi, nó có cháy nào. Xe gì ra nó chuyện nó phà phà mà nó không cháy. Bắt đầu công việc nha các bạn. Vô nghe gì ba ơi. Mưa quá trời, quá đất rồi đây này xin ơi. Ủa đi tới đâu rồi ta? Trời giờ mưa to rồi nha các bạn. Đang hái thuốc mà mưa rất là to luôn nha. Phía bên đây là anh chị đang hái nha các bạn. Đây là công việc thực tế của mình ở bên hàng nha các bạn. Đi qua hàng thì việc gì cũng phải làm nha. Mình kiếm được tiền mà bằng mồ hôi công sức của mình thì mình đi làm đủ thứ việc hết nha các bạn. Trời đất lúng nè các bạn. Trời thì đang mưa nữa. Có lúc này cũng nặng lắm nha các bạn. Tầm khoảng hai mấy ba chục ký á. Thêm thấm nước mưa vô nữa. Làm cái nghề này cũng mệt lắm nha. Thức khuya dậy sớm nha các bạn. Từ tháng này ít việc nên là phải đi làm thôi. Bạn coi gì ba tôi hái thuốc từ 3 giờ sáng tới giờ nè. Hai bàn tay xinh. Hái lâu đầy quá hả gì ba? Hay gì ba? Hái ít thôi. Đỡ làm gì để trường chứ. Hai bốn, hai ba bốn lá thôi. Đặng đi miếng khác chứ ở đây hai lá nhỏ xíu hoài giờ chừng nào mới đầy. Ba lá, bốn lá được rồi, còn đồ gì nữa. Giờ tới giờ đi ăn mì tôm mình nè gì ba, đi ăn mì tôm gì ba. Còn cùng kia tới chứ. Con đi trước nha gì ba. Bàn tay xinh xinh đi trước đây. Đi nè chị Hoa ơi.
Vô đây thì ha, hái không có ra bao gì vậy ta? Thuốc lá nè các bạn, năm nay nó tí tẹo tẹo nè. Cao tới bụng người à. Giờ tới giờ. Tới giờ ăn mì tôm rồi nha các bạn. Ra ăn xíu mì tôm dần bụng vô để tiếp tục công việc nha. Nè, từ 3 giờ sáng tới giờ mới được ăn mì tôm nè các bạn. Từ tháng để giá vừa không? Không để đâu, để tiền rồi. Không. Còn. Ăn đi, chừng nào ngon, ngon, ngon. Ngon, đói bụng cái gì cũng ngon. Dì ba tôi đi đâu mất tiêu rồi. Bữa nãy còn trứng gà không, lột bỏ vô ăn. Cái này là ba lột trứng gà kiểu gì mà trồng đỏ trắng không chín, mà trồng trắng không chín ta. Ừ, thấy trồng trắng không nhạt kìa. Cái này là đặc sản Hàn Quốc nè. Hàn Quốc nè các bạn. Hàn Quốc màu hồng. 3 giờ tới giờ mới ăn mì đó nha. 3 giờ tới giờ, 3 giờ tới giờ mới ăn mì. Ăn bờ ngủ bụi giết rồi cũng quen. Dì ba tôi nè các bạn. Hai mình đang xin dì ba rồi. Đánh hẹn lại lên dì ba, đánh hẹn lên rồi. Đã đón dì ba không gầy rồi. Nó đi đón mì ăn mà cái mì tôi để không bỏ lên bà lôi. Dì ba để đâu có thấy đâu. Ăn xong rồi để rau gì nữa. Có rau đồ dữ thì sao không? Thôi được rồi dì ba. Nước còn không trời. Nước còn chứ. Còn tới con tao hết nước mà chết với tao. Hết nước thì nấu khác. Ừ, còn nước cũng nhiều nữa. Còn nữa. Để uống một phần. Nó nhiều lắm rồi. Hết chín rồi, nước còn nhát rồi. Còn nước không pha cà phê uống nữa. Còn miếng đó. Cho nước gì nấu cho mì không được, không ấy dài, không có hơi hám cho cha. Mới chế vô mà gọi hơi hám. Nãy có bắt lên lại không? Ông mới chế vô thêm hả gì? Có nấu sôi rồi. Mà chưa lại nó tao có kêu tắt. Vô này dì ba đi, tiếp tục công việc này dì ba. Qua nó cởi cái quần ra vô. Qua mày cởi cái quần ra. Cái gì cởi quần kia vô hả? Cởi quần nha. Cho quá trời cái quần con. Để lên tới xuống rồi. Quần đâu quá trời. Miếng này rồi miếng nào nữa ta? Qua nó cởi cái quần ra rồi. Cái này nó không xuống ai. Không xuống ai dì ba, không xuống ai. À, à? Cái quần là đạt đó. Mà ông Long làm gì rồi nó rớt. Tôi nghèo khổ muốn chết, tôi mới không mua được cái bộ đồ mưa, tôi mượn ông chủ không cho tôi mượn cái bộ đồ mưa. Cái bộ một cái quần. Không dám mặc cho nó rách nữa hả? Ừ, rồi không dám ngồi nó rách. Dì ba phải giữ gìn. Còn miếng nước rồi tiếp tục nè dì ba. Đừng có mặc mà cái rách cái quần của người ta. Ngồi không dám ngồi nữa. Bạn coi dì ba tôi hái thuốc lá từ 3 giờ sáng tới bây giờ là gần 12 giờ trưa bạn, 11 giờ 40 rồi ha. Giỡn con. Vẫn còn lang thang ở ngoài ruộng để hái thuốc lá nè các bạn. À. Đi lủng bủng dưới nước nè các bạn. Cảnh này ai thấy đâu. Cây vậy hái mấy lá gì ba? Hai lá, ba lá, gì cứ hái từ lưa hết trơn. Hai viết này cho đầy cự về nè. Hai bà ta chinh chinh hái hoài không đầy. Này thuốc lá năm nay rồi, lá quá nhỏ mình thấy không đầy nha các bạn.
Trong này mấy anh chị vẫn đang hái quyết liệt ở trong nha. Này làm ăn sản phẩm hái chừng nào đầy mới về được về nhà tổ về kho nha các bạn. Về kho vô xong rồi mới về được về nhà nha. Nóng nữa còn có này nữa chứ. Nóng nữa đầy không? Bên đây là chị Tiền Vĩnh Long nha các bạn. Chị ba mới thở oxy mà ca rồi. Hái từ sáng tới giờ nè các bạn. Mới vô nè. Còn cô bác ơi mới vô. Giờ 10 Xin quán đi. 10 giờ 12 giờ rưỡi rồi chưa có hộp cơm trong bụng nữa các bạn. Tôi kêu quá. Lính tin đừng nói. Dì ba cũng sắp xỉu rồi nè, coi mặt dì ba nè. Coi coi. Đỏ quét hết chân nè, nè. Ôi trời. Xỉu nghe dì ba. Quá trời quá đất. Còn như này kia hái như này nó xỉu thiệt quá. Giờ mình chạy về kho để ăn cơm bạn. Từ 3 giờ sáng tới giờ chưa có hộp cơm trong bụng nữa. Bạn thấy bên Hàn Quốc vậy đó bạn, cực khổ lắm không? Giờ chuẩn bị về kho để tiếp tục công việc chứ chưa được về nữa nha các bạn. Thuốc hái xong rồi đem về kho chắc nha các bạn. Đây là kho người ta sấy thuốc nè. Phía trong này là mấy cái thuốc người ta đã sấy rồi nha. Giờ mình phải để thuốc xuống các bạn. Mày gọn xong bây giờ tới vô nhà nha các bạn. Giờ vô thuốc để vô kho nha. Tại thuốc này người ta sấy xong rồi này. Ba giờ sáng đi, 3 giờ chiều về. 4 giờ lần hả? 3 giờ về rồi chắc 3 giờ 3 rưỡi về rồi. Chở không thay. Dạ. Xe. Xe. Đây rồi nè. Có bọc đen thì mà có cái bọc đen ở đây. Dì ba quằn quá trời quằn rồi nha. Dì ba đi ra kiếm bồ dì ba ở đâu đi vòng 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 vậy? Bồ dì ba đâu dì ba thấy chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiền nhìn thấy giống chuyên nghiệp quá ha. Gì? Em sắp mà. Chỗ nào chị Tiền nhắm cái nè. Vô rồi, vô rồi. Này con báo đen rồi xin. À. Cái cây nhỏ này là lúc nào cũng vô mình nha. Nhớ chưa? Chuyên nghiệp chưa? Chuyên nghiệp lên nha. Ở đây con qua có cây hả ta? Cái chân đầu đầy tủ này là về nha các bạn. Đây bên đói, bên cảm mình. Hai tủ như vậy là về. Mỗi đầu phải uống lông di cố. Mỗi nhà uống sông lông. Sông lông là hai đầu. Ừ. Cái đầu con lông là phải uống gì? Chuyên nghiệp ta lên chuyên nghiệp, bà thấy tôi với thằng Sinh có khi nào hai món bự không? Đúng rồi trời. Điểm lại cho ăn đi. Mấy ai có dư không nha, dì ba không tin tưởng dì ba đó. Điểm lại mới được. Một nè. Tôi bây giờ tôi đếm ra. Ờ tôi thôi đi. Nè. Ừ. Nè. Đi kia nè. Đi kia nè. Ta sóc kia nè. Này gì anh Sinh. Dì Sinh. Dì ba đếm mà dì ba. Hana. 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 Đi. Hát sốt. Không phải, ông phải dính rồi, dính rồi. Hát sốt. Thế. Thế. Hát sốt. Yô sốt. Yô gô. Yô tôl. Đủ, ok. Hà hô. Đủ. Yô. Đủ, ok. Ok chưa? Ok. Bà điểm này tiếng Việt mới được, người ta mới hiểu. Có nhiêu mà quên hoài trời, không nhớ. Bởi gì? Cái nào mang con cái đường về? Bao 4 cái hả? Tính 6 bao mà sao bên này còn dư 2 cây thôi? 192 bao luôn. Còn bán 2 cây, 2 cái hôm qua hả? 192 bao. Vừa bán dư 2 cây đem qua đây. Kết thúc một ngày làm việc từ 3 giờ sáng tới bây giờ là gần 4 giờ chiều nha các bạn, 3 giờ rưỡi chiều rồi. 3 giờ rồi, sáng tới gần 4 giờ chiều rồi, 3 giờ rưỡi chiều rồi. Giờ đợi chủ rước về. Giờ đợi xe vô chở về nha các bạn. Ổng hốt rồi kìa Trinh. Lính không làm mà chủ làm viết liệt chân nha các bạn. Giờ lính là toàn thứ dữ không à. Đúng có ra nghỉ chơi ông chủ dẹp vô. Bạn xem mà video thấy yêu mến cho mình một like, một đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng mình ở bên Hàn Quốc nữa nha các bạn. Giờ thì mình phải chuẩn bị về thôi các bạn. Hẹn bạn ở video sau nha. Đây là một ngày làm nha các bạn. Giờ mấy hết mệt nè. 3 giờ sáng tới 3 giờ chiều nè. Chị ba nè, rồi cho chị ba nè. Đấy, lấy tiền để ngủ đi. Anh Tấn nè. Nói gì? Sao không trả tao tiền cũ?
mới gì ba không chịu hả? Tiền mới không chịu cái gì thôi. Cũ vậy à. Một ngày nè, 3 à. Giờ sáng tới 3 giờ chiều. 3 giờ chiều. Ba lô rồi nhét vô trời. Của tôi còn nhiều lắm nè. Đó. Từng đó. Vậy ba ngủ được rồi đó dì ba. Trang chưa? Rồi. Trang chưa? Đánh nữa không nè dì ba.